Chào các bạn, đây là cách mình set up cái nón bảo hiểm của mình để mình quay vlog với con Goro Hero 7 Black. Này là hệ thống vừa quay vừa sạc nha các bạn. Này có một cọng cáp để cắm vô USB trên sàn. Còn đây là cái mic này thì mình sẽ nhét vô cái túi sau lưng mình để mình thu âm tiếng bồ. Mic trên đây thì dùng để nói chuyện, kết nối với cái adapter của Google. Đây có cái màu cành giữa của Google này ở bên trong. Khá đơn giản nhưng lại khá hiệu quả. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái clip mình đã quay với cái này nha. Có chứ. Em đang mơ đấy à. Chào các bạn. Hiện tại mình đang sử dụng con Goro 7 Black cùng với hệ thống mic Komica CVMD02 để quay clip. Và mình đang là vừa sạc mà vừa quay nha các bạn. Đây là cọng dây sạc của mình. Cọng dây sạc để mà vừa sạc vừa quay trên Goro mà 7 Black 5 trở lên đó, thì các bạn phải cài cái Goro Lab firmware. Phải cài cái Goro Lab firmware vô. Rồi các bạn sử dụng cái QR code extension của nó đó, bật cái trust USB đó. bật cái trust power RAM USB vô thì các bạn mới vừa sạc vừa quay được, chứ không là dễ bị lỗi lắm. Tại vì nó sẽ kiểu như thằng Google nó sẽ check cái pin đó, check pin đó, với lại nó không thích người ta là quay với lại sạc cùng một lúc. Con này hả, mình chưa cài Goro Lab firmware, mình cũng vừa quay vừa sạc được, nhưng mà nó quay được chừng vài giây là nó tắt, xong rồi bấm hoài nó cũng quay được, nhưng mà nó sẽ bị lỗi file. Trời ơi, nó pha đèn cho mặt mình kìa. Cái xe nào vậy? Xe tải thấy gớm. Đông ghê rồi. Quá trời đông luôn. Còn hơn phút này giờ này vắng que. Đường đông. Nhưng mà đỡ cái là có đèn đường. Thử lên cam coi.
lắm anh. Chạy lên vậy mà không biết, chắc cũng nghe được tiếng bơ, tiếng xe, tiếng nói.